Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Piao. Như các bạn đã biết rằng là hôm trước mình đã hoàn thành xong cái hàng rào gai bạn ạ. Đó, nâng cấp hàng rào bảo vệ nhà mẹ Piao. So, nhìn uy tín hạt bạn ơi. Bởi vì hiện tại bây giờ là hộ vệ làm băng đã quay trở lại rồi bạn ạ. Mà tôi chả hiểu hộ vệ cái gì bạn ơi. Tưởng hộ vệ là phải đồng minh của mẹ Piao chứ mà hộ vệ toàn đánh mình bạn ạ. Thế mới cay cơ. Dân làng chả thấy đâu mà toàn hộ vệ. Không hiểu bảo vệ cái gì không biết bạn ạ. Dân làng thì không có mà hộ vệ thì nhiều các bạn ơi, cay thế nhở. Ok, ngày hôm nay là tôi đang tính là chế tạo một món đồ mới. Các bạn kêu là anh mẹ Piao bây giờ còn xài cái cúp titan lởm này. Bây giờ là phải về nâng cấp lên khoan đầm đi. Đó, bây giờ ai còn xài cúp titan nữa. Ok luôn. Một ngày hôm nay mình sẽ lên trên Horat đi kiếm cái mảnh quặng đồng Horat để chế tạo khoan đồng Horat bạn nhé. Để coi để xem là liệu rằng là lượng mình có đủ mình có đủ nguyên liệu để chế tạo khoan đồng Horat hay không bạn ạ. Ok ok. Ô, có sẵn cái đá phụ ba này. Ngon nhỉ. Cũng được bạn ạ. Ok, mình sẽ chế vài cái ba lô oxy nữa bạn nhé. Ok ok. Rồi thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ mẹ Piao bạn nhé. Mình nghĩ mình phải làm thêm một cái dương chứa đồ bạn ạ. Cái hình bây giờ là cũng sắp full đồ bạn ơi. Nhìn mình nhìn lướt qua cũng sắp full kho đồ rồi. Trang bị đó, hai bình ok. Cầm như này là cũng khá là nhiều bạn ạ. Nhiều phim chứ nhở. Đẹp nhiều rồi đó, đeo bạn đeo vào này. Ok, mình nhớ hôm trước mình có lấy được một quặng đồng rồi đúng không? Không biết là có một quặng đồng rồi này. Không biết là chế cái khoan đồng cần cái gì nhỉ. Để tôi coi lại công thức bạn ạ. Check va tí bạn ơi, check va đó. Xem bạn ơi, công thức chế tạo khoan đồng Horat à? Đây. Mình có cái nhá, mình có gì nhỉ? Mình có cái bản thiết kế rồi bạn nhá. Đá kết tinh tính năng mình cũng có rồi, khối đá Horat thì lên đào xong. Rồi là chỉ thiếu mỗi quặng đồng bạn ạ. Cái quặng đồng thì mình sẽ đi kiếm bạn ạ. Ok, rồi. Mình thiếu 4 quặng đồng bạn ạ. Chúng ta đi kiếm quặng đồng Horat là xong bạn ơi, đơn giản bạn ạ. Tưởng cái gì khó khăn chứ. Ok, có chế tạo rồi này. Cảm ơn, đi luôn. Bây giờ đi luôn. Đi. Đi luôn bạn ạ. Yo. Điểm bến Horat. Ok, xuất phát. Yeah. Chắc chắn là phải đi bạn ơi. Phải đi rồi. Điểm đến Horat đến ngược. Ok bơ, đeo bình oxy gần hỏng chứ nè. Sau đó mình sẽ lấy kỳ lâm ạ. Mình nhớ không nhầm là cái bấm quặng đồng sẽ ở vùng hơi núi kiểu này. Đấy, bấm ở vùng đất nó nhô lên ạ. Đó. Đây. Đấy, mình biết ngay mà. Đó, nó hay gọi là vùng núi Horat à. Gọi là đồi núi Horat ta như nào ta. Mình cũng không biết là mình cần thêm cả khối đá Horat bấm ạ. Đó. Mình sẽ phải đào thêm cái khối đá ở đấy. Mình nghĩ sẽ chuyển qua Nini level 2 đào cho nhanh nhỉ. Ok, đấy. Mình còn chưa phun 3, thôi kệ đi. Mình để dành phun 3, mình phun 3 cái gì ta. Phun 3 cái khoan đồng luôn bạn ạ. Đó. Đỡ khỏi phun 3 linh tiếp bạn ơi. Phun 3 khoan đồng luôn. Ok bạn ạ, rồi. Tầm này chắc đủ. Ngon bạn ơi. Bên kia mình thấy quặng đồng tiếp này đó, thấy không? Đó, mình nhớ ở vùng núi này có nhiều cái mỏ quặng đồng Horat lắm bạn ạ. Nó thấy chưa? 4 cái này, nó đằng nào cũng mất công tranh thủ mình đào nhiều luôn nhỉ. Chứ đào đủ 5 cái này đơn giản quá bạn ạ. Thường nên thiếu bạn ơi, đó, xong rồi đỡ khỏi đi đào. Ơ, mình chẳng sao ra mày. Bây giờ điểm gì? Đi âm bưu ở đây. Ôi. Hóa ra mình biết cái vị trí bạn ạ. Tôi biết vị trí có cái quặng đồng rồi. Bạn đã bấm vào cái đó. Cứ lên vùng núi bên nha. Đấy. Chúng ta cứ lên cái vùng núi này là sẽ có rất là nhiều quặng đồng bạn ạ. Tôi em gọi là núi Horat. Vàng đen luôn. Tiện luôn. Ôi. Bên này hai quặng đồng này nhiều phết nhở. Bây giờ nhiều khi mình thấy gravity kiếm cũng còn khó bạn ạ. Gravity ở trên đảo bay lồng có thôi, không phải lúc nào cũng có bạn ơi. Đấy, mình lấy luôn này nhá, cái mã não vân đỏ trắng cầm luôn đi. Ôi nè.
Ok này. Chuẩn bị đổi ba lô oxy mới bạn ơi. Ôi, nhiều phết bạn ạ. Đúng là một vùng núi bạn ơi. Một vùng núi Horat có khá là nhiều cái quặng đồng thật. Đi một tí một đó bạn ạ. Lắn ở phụ ma cơ, quan trọng là có phụ ma cái gì ngon không bạn ạ. Chứ phụ ma đồ cùi là hơi mệt đấy nha. Mình cái khối dầu chưa cần dùng đến nhở. Mình cứ từ từ, cái khối dầu này hiện tại chưa xài được. Ô, ngon bạn ơi. Vàng đen này. Được, cái oxy mới. Đó, lên tiếp. Nghe được à? Đó, bởi vô được xuống dưới chứ. Không cảnh của ta. Còn bên nhà không biết có bên còn không nhỉ? À đây 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 một cái này. Mình đi anh quanh xem là còn không bên ơi. À bên còn này. Bên nào ta? Hết rồi à? Chắc mình nghĩ là hết rồi bên ạ. Trời tối bữa này. Ok bữa lấy nó này nhỉ. Bạn bảo là thử ngủ trên mặt trăng đi. Ngủ sao được không? Trên mặt trăng ra mà ngủ được. Ông ngủ được à? Ông ngủ được à? Ông ngủ được thật bạn ạ. Nhưng mà không có oxy ngủ được không? Bố nằm đâu này? Hay ta hả? Wow, giờ tôi biết là trên mặt trăng là ngủ đấy mà. Tôi tưởng phải có cái vùng oxy thì mới ngủ được cơ. Ai ngờ là vẫn ngủ bình thường mà đã ngon nhờ. Ha, mặt trăng thì ngủ được nhưng mà hình như ở Flamat, ở dưới Flamat thì không ngủ đâu bạn ơi. Lạ ta. Mặt trăng thì ngủ được mà Flamat lại không ngủ được, tôi cũng không hiểu vì sao bạn ạ. Tại sao như thế nhỉ? Wabi, tại sao bạn ơi? 1.000 câu hỏi vì sao? Ô, vàng đen bạn ơi. Ok, mình nghĩ là... Ơ, chết đào trượt à? Mình nghĩ là về rồi ấy nhở. Nè, vùng núi nè, đó. Lên trên núi này kiểu gì có quặng đó, đúng không? Em không có à? Đó, biết không đấy. Giờ tôi biết vị trí mà có một hoạt động bạn ạ. Ok. Bởi về, về, về ơi. 15 cái là quá nhiều bạn ạ. Về còn phụ ma nữa. Gì đấy. Không mờ, không vô đâu. Để nghe đừng mời. Ôi, hình như giờ này. Tôi vừa bay từ trên xuống bạn ơi. Mình vừa sai quỷ chuyển. Mình bay từ trên xuống bạn ạ. Ảo ta. Hình như thế bạn ơi. Thú vị phết nhờ. Mà như bây giờ Minua sửa bạn em sửa cái lỗi gì nhỉ, cái lỗi mà bị lag khi mà dùng quỷ chuyển thôi. Ngon ta, bây giờ sửa bạn ơi. Hợp lý phết nhờ. Cái nhiên liệu đốt rồi à, nào phải đi kiếm thêm bạn ạ. Ok. Vật liệu gỗ cả kết tinh tính nam bạn ơi. Mình coi nào, hình như là vật liệu gỗ là hết rồi bạn ạ, chỉ còn hết gỗ rồi. Thế mà tôi không nhầm mà tôi xài hết gỗ rồi còn đâu. À, còn than này. Ai chứ bảo là hết gỗ thật rồi nè. Hết gỗ bẩn ấy, bây giờ một tách gỗ mà hết mà hỗ. Vẫn còn bẩn ạ. Ok rồi. Chúng ta ba cái một cái thôi, một cái là quá đủ bẩn ạ. Ok. Cất bớt gỗ bạn ơi. Ok rồi, một cái nhiên liệu mình cất đi này. Và cái này khi nào mình dùng, mình sẽ dùng đến, mình sẽ dùng sau bạn nhé. Tạm thời cất đi. Ok bạn ơi, rồi đá hồ răm cất luôn. Bây giờ cái quan trọng này, phụ ma nó. Đá phụ ma đâu nữa, bên kia đúng không? À
Mình đuổi phụ ma đủ luôn này. Ok, sơ cấp hơi phè bạn ạ, hơi phè nha. Nếu mà full thì cao cấp thì ngon bạn ạ. Đây nè. Lửa dược thì chả cầm bạn ạ. Băng cái này cũng chả cần. Cái này dùng để thua chuẩn đúng không? Cái này là thua chuẩn này. Cái này gì nhỉ? Lông chim lích trẻ làm gì ta? Từ để tôi coi lại một bảng công thức cái nào. Nếu mà tôi có lưu cái bảng phụ ma, bạn đợi tí nhé. Mà có bảng cũ thôi. Mặc dù chỉ là cái bản phụ ma cũ mà vẫn được bạn ạ. Bây giờ vẫn còn tác dụng. Chưa phế lắm. Đây. Các bạn coi lại cái bảng phụ ma. Nghiêm đợi tí nha. Đây tôi tìm được rồi. Ok. Bởi nha. Bao gồm gì nhỉ? Công cụ thu hoạch các mảnh gravity đánh lui bay không cần, tinh thợ săn nữa nha, không cần tinh thể làm sao. À, lông chim chích chòe đào may bắn đấy bạn ạ. À, tỷ lệ nhân đôi nhân ba. Bà bây giờ lấy đâu lông chim chích chòe bạn ơi. Bây giờ thôi kệ, để tính sau ấy nhở. Bố hỏng rồi, tốc độ tôi bị yếu nhở. Muốn đổi dòng này quá bạn ạ. Nhưng mà sao là tự nhiên dùng cái này chứ. Đúng là mình phải dùng cái đá kê xong bạn ạ. Giờ hết cái phụ ma rồi còn đâu. Ôi da bầy ơi, hết cái phụ ma bạn ạ. Ok, có gì mình sẽ đi kiếm cái đá phụ ma sau. Đi khám phá kho báu đến biển này, khám phá nhà tù thứ này. Ok rồi, ngày hôm nay cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chế tạo khoan đồng hô đắp bạn. Dù cái tốc độ đào hơi yếu nha, nếu mà cái tốc độ đào nó ngon hơn thì tầm khoảng 200% xịn hơn đấy nhở. Tại mình tự nhiên mình dùng cái đá sơ cấp hơi phải mà nào. Ok, vừa xin phê được kết rồi thôi. Các bạn có cái gì muốn mình làm dùng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới nha. Xin chào và gặp lại, bye bye.